trên trang Facebook chính thức của đội bóng, Câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ vừa rời Hà Nội FC. Đây là sự bổ sung chất lượng của đội bóng ngành công an. Khi Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ trẻ tuổi nhưng đã khẳng định được tên tuổi của mình. Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Hà Nội FC ở mùa giải 2023. Trung vệ sinh năm 1999 cũng được bầu vào đội hình xuất sắc nhất V-League 2023. Bùi Hoàng Việt Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC trong màu áo đội bóng thủ đô cầu thủ sinh năm 1999 có tổng cộng 78 lần ra sân, ghi được 9 bàn thắng, giành một chức vô địch V-League, hai cúp quốc gia và hai siêu cúp quốc, quốc gia. Câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố chiêu mộ thành công Bùi Hoàng Việt Anh chỉ sau chưa đầy một ngày khi Hà Nội FC thông báo chia tay trung vệ này. Trên trang cá nhân, trung vệ sinh năm 1999 đã viết tâm thư gửi tới đội bóng và các cổ động viên. Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy thử thách bản thân bước đi trên con đường mới hà nội fc sẽ luôn ở trong trái tim tôi câu lạc bộ đã cho tôi một gia đình thứ hai tuyệt vời và cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay